Hai xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ có một kèo tiếp theo cho hai mẹ con nữa là ăn quả nhót mọi người ạ. Trước mặt các bạn và hai mẹ con thì đó là hai mâm nhót rất là ngọt và chua mọi người. Ngọt và chua. Đấy, vừa ngọt vừa chua. Nói chung là mình ăn vài quả thì sẽ không sao, nhưng mà ăn nhiều thì nó sẽ chua ra nhé mọi người. Đấy, nhót thì mọi người cũng biết rồi. Và những người ai là tín đồ của quả nhót thì cùng quay vào đây và đoán xem hai mẹ con có ăn hết không nhé mọi người nhé. Phần thưởng cho hai mẹ con sẽ là 3 triệu đồng mọi người ạ. Hôm nay thì mình sẽ chỉ không có phần khuyến khích nữa mà cho một người thôi. Cho một người thôi. Đấy. Thì mới thích để được tinh thần chiến đấu của hai mẹ con mọi người ạ. Đấy. Thì bây giờ thì hai mẹ con đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nhưng mà ghi đấy nhá mọi người nhá, hai mẹ con sẵn sàng thì mình cũng sẽ nhờ lại sân khấu cho hai mẹ con thôi. Và trước tiên thì mình sẽ nhờ sân khấu thì mình sẽ nhờ một tí là nhà mình vẫn đang bán chẩm cháo mọi người nhá. Luôn luôn bán chẩm cháo mọi người nhá, chẩm cháo Tây Bắc, nhà mình tự làm. Thơm mà ngon, rất là thơm mà ngon mọi người. Đấy, màu rất chia đẹp luôn. Mọi người mang về chấm mà thịt gà luộc này, thịt rau, thịt bò, thịt lợn luộc, các thứ rau củ quả mình mang ra pha với nước lọc xong là chấm rất là ngon luôn nhá mọi người nhá. Mình có cả ớt ngâm nữa, ớt ngâm cũng là chấm giống như chẩm cháo đâu mọi người ạ. Ớt ngâm này là để mấy năm cũng được này, nó không sợ bị úng hay như chẳng nào cả đâu. Mình dùng ớt xem rừng nhá, ớt bé bé ở trên rừng ấy thì mình ngâm thì nó rất là thơm ngon luôn. Mình ăn với lúc ăn phở, ăn bún này, ăn mì tôm này, mình cho vào một ít, một hai quả thì ăn rất là ngon luôn nhé mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người là mua ủng hộ hàng mình nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhường sân khấu cho hai mẹ con. Rồi xin mời hai mẹ con nhá, như mọi khi nhá. Ai mà thắng thì sẽ được 3 triệu. Còn ai mà thua cuộc thì lành chấp nhận thương đau. Rồi xin mời. Ăn mọi người nha. Xin mời mọi người ăn đó cùng nhá. Chỗ ạ. Nếu mà ăn được cả hạt thì cũng được, nhưng mà sợ nó mọc cây ở trong bụng ấy. Có quả chua quá. Có quả nó không chín kỹ, nếu còn bằng vàng thì nó sẽ là chua. Mọi người cùng dự đoán xem ai sẽ là người thắng cuộc trong cái này không dễ ăn nữa mọi người nhá. Một chén ăn nhót nhé. Quá chua luôn. Thank you.
Sao mà lúc đi lưới thì ăn thì ngọt ngọt, bây giờ sao nó chua thế nhỉ? Lúc mình ăn ở trên cây nó sẽ rất là ngon đúng không? Nhưng mà cái này là ăn thử thách, ăn nhiều nó lại khác. Rất là ngọt thật mà. Phải ăn cái kiểu này để ăn nhót là mình phải nặn nặn ra một tí thì nó mới ngọt ra. Cái đấy là theo kinh nghiệm ăn nhót của người xưa để lại. Cái này còn chua hơn quá. Ăn 1-2 quả thì nó ngọt chứ nhỉ. Bây giờ nó đắt chua quá. Ăn quả nhót này món ăn nhanh, ngon tuyệt nha mọi người nha. Ăn từ từ.
tập trung lưu ý là bà béo cứ hay cười nhé khi ăn cùng lọ yêu. Ngon mà, nhót này ngọt đấy. Rất là ngọt thật đấy mà. Nhót ngọt đấy mọi người. Vừa ngọt này nhót chua. Vừa là nhót sạch nhá. Hái từ trên cây. Ăn nhiều nó cho lẻ cho lép chứ không ngọt hết đâu. Làm thế nào mới tối rồi đấy. Cố lên mẹ. Cố lên. Nếu mà không cảm thấy mà không căng quá thì có thể bỏ cuộc, nhưng mà bỏ cuộc thì sẽ không được tiền nhé. Cố gắng hết sức có thể. Mưa phát xuống. Thử không bằng ngân. Rời mất mấy quả. Rời thì phải nhặt lại. Đây đúng ba quả. Thank you.
yêu thì đang tập trung ăn mà bà béo thì cứ mải cười, khả năng lại thua yêu nữa đấy. Rau tây thì yêu đã giành chiến thắng rồi, bà béo cố lên. Thôi, cứ từ từ. trước là lúc chưa ăn thì rất là háo hức nhé mọi người. Cả hai mẹ con đấy, thấy nhót là kiểu như lâu lắm rồi chưa được ăn ấy. Ôi nhặt cái khoản màu vàng nó chua thế. Quay mẹ đây. Mày hãy giành chiến thắng đi. Chứ con chắc. Theo mình nghĩ là ăn nhót là sẽ dễ ăn hơn cả rau tây đấy mọi người. Khó ăn. Khó ăn hơn rau tây đấy. Nhà nó chua hơn. Vừa chua hơn là vừa ấy hơn. Hết thời gian ăn. Cho nó xô mình cháo. Nạp bé thì mới đi. Thank you.
Cố lên, sắp hết nửa rồi. Anh nhất có vẻ chậm hơn thật nhỉ? Không sao, miễn là sao ăn hết là được. Ai ăn mà đặc biệt là ai ăn hết trước thì mới là người thắng cuộc. Nói hết tốn thời gian nhiều. Nói mà có con chết vào đây rồi mọi người không? Cái này là con sâu, con sâu ăn ở trong quả nhót đấy, chứng tỏ đấy là nhót sạch. Nhót sạch thì nó mới có đây, còn nếu mà nhót là họ phun thuốc thì sẽ không có nha mọi người. Chết rồi đấy. Nó mới đi mới lại đấy, con này ăn được mà. Thôi đừng bảo nữa nhá, đi ra nhá, cho vô mồm đất mẹ. Ăn đi, nhường cho con đấy. Mình tính mẹ ơi, đừng vội quá. Ăn cho no, đúng cho hết thì thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hiện tại thì vẫn chưa thể biết được ai có thể thắng trước đâu. À, rất là ngang tài luôn. Mọi người cùng cổ vũ cho hai mẹ con nha. Riêng hôm nay thì sẽ nếu mà thua thì sẽ không được phần thưởng nó đấy. Đấy, này, kia, cố lên. Cố lên nha nè, làm cố mà cứ. Cố lên mẹ đây. Thắng thì có thưởng mà thua thì cố gắng trận sau. Đấy, cho nó công bằng. Thôi.
Nhị giờ lại sắp hết rồi mọi người. Thôi con gái thắng đi. Mẹ ơi, tua ngược đi mẹ ơi, tập cố đi mẹ ơi. Mẹ ơi, tập con tua ngược đi. Con sắp hết rồi mẹ ơi. Con nhiều lắm. Con nhiều. Nhanh với con. Chị tuyệt vời mọi người. Vậy là Yêu lại thắng cuộc thi ăn nhót. Và Béo thì vẫn lại thua cuộc mọi người. Và Béo vẫn ăn khỏe nhưng mà vẫn ăn chậm nha mọi người nha. Ăn rất chậm. Nhưng ăn hoa quả thì vẫn phải thua Yêu. Cả ngày Yêu cứ ăn càng khỏe hơn đấy, càng nhanh hơn. Cơm thì chắc là thua bé rồi. Lần nhanh con sẽ chấp nhận kèo của mẹ rồi. Kiểu như là trận sau thì do bà Béo thách đáo đi nhỉ. Ăn cái gì nhỉ? Bà Béo nói luôn trận sau cái gì. Lần sau cái gì nhỉ? Cho nó hấp dẫn một tí nhỉ. Đấy. Mọi người muốn hai mẹ con thì ăn, ăn gì thì mỗi người để lại bình luận phía dưới mọi người nhé. Chấp nhận lời thách đấu của mẹ. Mọi người nhé. Rồi chân sau thì bà Béo với Yêu sẽ thi ăn bún, mọi người sẽ thi ăn 5 bát đi nhá, 5 bát bún nhá. 5 bát bún thôi. Lần giản đấy mà nhỉ, 5 bát thôi. Lần giản 5 bát thôi. 5 bát thôi. Vâng. Và bây giờ thì mình cũng xin chúc mừng Yêu nhá, là chiến thắng cuộc thi ăn nhót ngày hôm nay. Rồi mình xin trao phần thưởng trị giá là 3 triệu cho mọi người thắng cuộc mọi người nhá. Và như mà nói thì thua cuộc thì sẽ không được tiền đâu mọi người.
đấy, không đấy, lần sau cố gắng nha mẹ nha. Không đấy đó. Mẹ thông buồn thì sẽ không được đây. 3 triệu gửi nhau nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Mọi người muốn hai mẹ con ăn gì thì để lại bình luận phía dưới mọi người nhá. Và muốn mua chẩm chéo này, ớt ngâm và nước măng chua ủng hộ bên mình thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0843000977 mọi người, để liên hệ và đặt hàng mình sẽ miễn ship từ 5 lọ trở lên mọi người nhá. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người nhá.